nếu mà cách nói chuyện của mình có hơi kỳ thì thông cảm nha, tại vì mình chưa quen lắm. Chào các bạn. Video hôm nay mình sẽ dành riêng cho những bạn đang muốn bắt đầu một kênh YouTube. YouTube là một hành trình mà đối với mình không có gì đánh đổi được. Nó thay đổi cuộc sống của mình hoàn toàn và mọi thứ mình có ngày hôm nay cũng chỉ bắt đầu từ một ý định làm video chơi cho vui như là các bạn đang có khi mà ngồi xem video này thôi. Bởi vậy mình thực sự khuyến khích các bạn hãy bắt đầu làm đi, bởi vì nếu các bạn không bước những bước chân đầu tiên ấy, thì sẽ không bao giờ có bất cứ hành trình nào dù ngắn dù dài cũng không có. Và video này mình làm là để chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ những bạn mới bắt đầu. Thực ra nó không khó như các bạn nghĩ đâu. Có mình ở đây và mình thương các bạn và mình sẽ chia sẻ với các bạn tất những gì bạn cần. Đến cái phần thiết bị ấy, thì tất cả những thứ mình nhắc đến ở trong video mình sẽ để link ở phía dưới cho các bạn xem nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm nha. Còn bây giờ thì cùng mình bắt đầu luôn nha. Đầu tiên là các bạn cần bắt đầu với một lý do. Ghi được xuống giấy càng tốt. Hình dung cái này như một bài tập ở trường vậy đó. Câu hỏi là vì sao bạn muốn có một kênh YouTube? Gạch đầu dòng các ý ra, và nếu bạn muốn có hiệu quả thì bạn phải ghi ra những cái gì thật nhất với bản thân bạn. Nếu lý do lớn nhất của bạn là muốn làm YouTube để nổi tiếng mà bạn lại ghi ra giấy là làm vì đam mê sáng tạo thì không được rồi. Tất nhiên ai làm YouTube cũng muốn được nhiều người xem, muốn nội dung của mình được nhiều người biết đến đúng không? Thế nhưng mà bạn biết lý do lớn nhất của bạn là gì? Bạn có thể nói dối với người khác chứ bạn không thể tự nói dối được mình. Bạn không cần phải nộp cái tờ giấy đó cho ai cả. Bạn cứ ghi ra những lý do lớn nhất khiến bạn muốn có một kênh YouTube. Ví dụ của mình như sau. Lý do đầu tiên là mình thích ghi lại kỷ niệm để sau này có thể xem lại và sống lại những cái giai đoạn đã qua. Lý do thứ hai là mình thích kết nối với mọi người. Mình sống xa nhà, nếu mà mình làm video thì là mẹ mình sẽ xem được, gia đình và bạn bè mình ở Việt Nam cũng sẽ xem được, cập nhật những cái gì mà đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Lý do thứ ba là tại vì mình xem YouTube rất nhiều và mình đã luôn luôn muốn thử làm video. Bởi vậy thà mình làm bây giờ và thất bại toàn tập còn hơn là không làm và sau này khi mà mình đã già và đã ù lì và đã đầm đề gia đình con cái một nách hai con rồi thì mình cứ ngồi hỏi giá như. Mà cũng chả có gì gọi là thất bại khi mà làm YouTube cả. Nếu mình không có hàng trăm ngàn người theo dõi thì mình sẽ có vài chục người theo dõi, hoặc là có vài người trong gia đình bạn bè theo dõi, hoặc là không ai theo dõi cả. Nhưng mà bản thân mình có video, mình ghi lại kỷ niệm, sau này mình vẫn có thể xem lại và sống lại những cái giai đoạn đó. Thành công mà, niềm vui của mình mà. Nếu đã thích làm ấy, thì chỉ cần mình làm mình cảm thấy vui là rất ổn rồi. Những thứ sau đó có hay không tính sau. Thì đó là lý do của mình. Bạn biết lý do lớn nhất của bạn là gì? Dù đó là niềm vui này, tiền này, hay sự chú ý này, thì đó cũng là lý do của bạn. Và bạn sẽ phải nhớ cái lý do này trong một thời gian rất dài sắp tới. Mỗi khi nản chí, bạn sẽ có thể nhìn lại những lý do của ngày đầu tiên này và bạn sẽ thấy muốn tiếp tục để đạt được cái điều mà bạn muốn. Thêm nữa, cái lý do mà bạn làm YouTube cũng sẽ quyết định cái hướng đi của kênh. Ví dụ, nếu bạn muốn có kênh YouTube để tự quảng bá mình đến thị trường phim ảnh để một ngày được làm diễn viên màn ảnh chẳng hạn, thì nội dung kênh của bạn sẽ phải đi theo cái hướng diễn xuất này, kịch này, tình huống này nọ. Hoặc bạn muốn dùng kênh YouTube để cho vào hồ sơ xin học bổng trường âm nhạc chẳng hạn, thì bạn sẽ phải lập một cái kênh đàn hát. Trong trường hợp của mình chẳng hạn, mình muốn ghi lại kỷ niệm và chia sẻ cuộc sống người lớn của mình với người khác. Cho nên mình hướng nội dung của mình theo cái hướng đời thường và ghi lại mọi thứ một cách chân thực nhất. Thì đây sẽ là cách bạn chọn chủ đề phù hợp cho kênh của mình, từ đó mà có cái hướng đi phù hợp cho kênh của bạn. Sau đó bạn chọn một cái tên phù hợp cho kênh. Bạn nháp ra một vài cái tên mà bạn thích ra giấy ấy, rồi chọn, hoặc là đơn giản là để cái tên của bạn cái đã. Về cái tên kênh ở thời điểm này mình không khuyến khích các bạn căng thẳng quá, vì bạn có thể đổi tên kênh mà. Thời gian đầu ấy thì nhiều khả năng là bạn sẽ có khá ít người xem, trừ phi bạn đặc biệt xinh đẹp và không cần làm gì người ta vẫn đổ xô vào xem, này không nói chuyện làm gì rồi. Thế nhưng mà khi mà các bạn vẫn còn ít người xem ấy, thì cái việc đổi tên kênh sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn. Bạn cứ thoải mái chọn một cái tên và nhớ rằng mình vẫn còn nhiều thời gian đổi nếu muốn. Không gian làm video cũng sẽ là điều mà bạn cần phải cân nhắc khi làm video. Bạn cần phải nghĩ đến cảm giác mà bạn muốn mang lại cho người xem. Nếu bạn muốn một kênh YouTube làm đẹp, hoành tráng và mượt mà, nhìn chuyên nghiệp thì bạn phải dựng phông, hoặc là bạn phải bài trí bàn phấn ở nhà như thế nào đó để nhìn nó long lanh ở đằng sau lưng bạn. Bạn xem kênh của mình, bạn thấy nội dung của mình nó là gần gũi đời thường. Chính là bởi vì cái không gian làm video của mình chính là nhà mình và những nơi mà mình đến thôi. Không có gì sắp đặt cầu kỳ hay là chuyên nghiệp cả. Cái đó là ví dụ cho cái việc không gian video khác nhau sẽ tạo cho người xem các cái cảm giác khác nhau. Và bạn cần phải suy nghĩ xem như thế nào thì phù hợp với kênh của bạn.
không cần thiết phải bắt chước những cái kênh khác. Nhưng thực sự cũng không cần phải mua hầm ba lắng các thứ để bắt đầu nha. Chỉ cần một cái cửa sổ thôi, đằng trước mặt mình chẳng hạn, và lựa hôm nào trời nắng đẹp quay là rất tốt rồi. Ánh sáng mặt trời là miễn phí và cũng là ánh sáng đẹp nhất. Chỉ có cái là hôm nào âm u mưa gió thì khó quay thôi, với lại phải đợi ban ngày để quay chứ buổi tối các bạn không quay được. Nhưng mà như thế để bắt đầu cũng là rất ổn rồi. Về phông nền phía sau thì nếu bạn chưa có nguyên một cái khung dựng phông như là của những người kiểu chuyên nghiệp ấy, thì bạn chỉ cần đi chợ bạn mua một cái tấm vải màu mà bạn thích nha, tìm cách căng lên ở đằng sau là xong một cái phông ngon lành rồi, đúng không? Lúc ban đầu ấy, đừng mua sắm râu ria tốn kém nhiều quá, chỉ cần vài thứ tinh giản thôi là đủ để làm video rất hay rồi. Máy quay và mic thu âm chắc chắn là một trong những cái chủ đề quan trọng nhất cần nói khi mà bạn muốn bắt đầu một kênh YouTube. Cá nhân mình ấy, thì mình dùng cái máy Canon 100D. Mình sẽ để cái ảnh của cái máy ở đây nhá, tại vì mình đang dùng nó để quay chính cái video này, cho nên tất nhiên là mình không thể cầm ở trên tay cho các bạn xem được. Đây cũng là cái máy ấy, mà đã đi theo mình từ suốt những ngày đầu tiên đến giờ. Điểm cộng của nó là nhỏ này, nhẹ so với các loại máy DSLR khác. Màu rất là đẹp khi mà quay đủ sáng. Có chỗ cắm video mic thu âm. Nhìn chung là dễ sử dụng. Điểm trừ ấy là không có màn hình lật ra, cho nên chưa thực sự tối ưu cho việc quay vlog. Hơn nữa ấy, là nếu mang đi quay ngoài trời thì chế độ chống rung nó khá kém. Khi mình cầm cái máy trên tay vừa đi vừa quay ấy, thì nó lắc đùng đùng, nó xem khá là khó chịu. Bởi vậy cái này sẽ phù hợp hơn để quay sit down video như là cái video này chẳng hạn, khi mà mình chỉ dựng máy một chỗ và mình nói chuyện với các bạn thôi. Cái giá của cái máy này là khoảng trên dưới 15 triệu cả thân máy cả ống kính nha, tùy cái chỗ mua. Sau một thời gian làm vlog thì mình có mua thêm một cái máy nữa chuyên để quay ngoài đường là cái Canon G7X Mark II. Con này ấy, giá ngang con 100D, có thể rẻ hơn một chút nếu tùy chỗ mua. Tuyệt vời để quay vlog tại vì nó cực kỳ nhẹ, màn hình lật. Màu video sáng cũng đẹp, tối cũng đẹp, chống rung rất là tốt. Bạn có thể vừa quay vừa cầm máy ở trên tay, bạn chạy đùng đùng mà cái khung hình nó vẫn êm như bình thường. Điểm trừ lớn nhất ấy, của cái máy này là không có cái chỗ để cắm mic thu âm. Nói chung bản thân cái phần thu âm của cái máy này nó cũng khá ổn, nó không quá tệ. Đối với những bạn mà low tech như mình ấy, thì các bạn cứ nhớ một điều là trong hầu hết mọi trường hợp, cái số nó cứ càng to thì càng tốt. Một cái vấn đề của mấy cái chỗ chùa là các bạn biết sao không? Luôn luôn phải cởi dép, cởi giày và cởi tất khi mà đi vào. Thế nhưng mà cái sàn nó không hề sạch. Tại vì mình làm video cũng một thời gian rồi, mình biết sự quan trọng của âm thanh đối với chất lượng của cả cái video. Cho nên là mình thích cái máy nào mà có cái chỗ cắm mic hơn. Tất nhiên là nói về cái máy này ấy, thì cái việc mà nó không có chỗ cắm mic thực ra cũng có thể giải thích được. Tại vì điểm mạnh của nó là quá nhỏ, quá nhẹ mà. Bây giờ nó mà có một cái chỗ cắm mic, cắm thêm cái mic vào thì cái máy nó lại cồng kềnh hơn, thì lại không đúng với cái điểm mạnh của nó ban đầu nữa. Nói chung được cái này thì mất cái kia. Nếu mà bạn muốn được cả thì bạn có thể tham khảo cái máy mà mình đang dòm dòm mấy hôm nay rồi, là cái Canon M50. Con đấy có thể nói là nó tập trung được điểm mạnh của cả hai cái máy mà mình có, tức là nó vừa nhỏ vừa nhẹ, vừa có màn hình lật, vừa có chỗ cắm mic. Quay video tĩnh cũng được, quay video di chuyển cũng được. Cái chống rung của nó thì có hơi kém hơn con G7X Mark II này một tí, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không quá đáng kể. Nói chung ấy là mình đang để ý em ý, giá 20 triệu có thể là mình sẽ mua. Bạn có thể tham khảo những cái máy mà mình vừa kể trên. Tuy nhiên nếu ngân sách thấp hơn tầm khoảng 5-6 triệu chẳng hạn, thì có thể tham khảo mấy con như kiểu là Canon M10 cũng tốt, cũng nhỏ, cũng màn hình lật này kia mà giá nó mềm hơn các bạn. Câu chuyện tiếp theo là video mic. Rất quan trọng vì âm thanh tốt thì xem video sẽ thích hơn. Cá nhân mình có hai cái mic, một để quay video tĩnh, một để quay video ở ngoài. Cái mà để quay video tĩnh ấy là Rode Video Mic Go. Con này rất hay được so sánh với người anh em đắt tiền hơn của nó là Rode Video Mic Pro. Nếu bạn tìm ở trên mạng, bạn sẽ xem được rất nhiều cái review so sánh kỹ hơn và chuyên nghiệp hơn mình. Tất nhiên rồi, con Video Mic Go của mình giá 1.9 triệu, coi như là gần 2 triệu đi. Còn cái con Video Mic Pro ấy thì 4-5 triệu gì đấy cơ. Cá nhân mình chọn Video Mic Go không chỉ vì nó rẻ hơn, mà vì nó không cần dùng pin các bạn, cũng không cần bật lên luôn. Chỉ có một cái dây thôi, bạn cắm từ đây, bạn cắm vào cái máy ảnh ở đây. Nó sẽ xài điện của cái máy ảnh và nó sẽ tự bật lên, nó sẽ tự thu âm khi mà bạn bật máy lên bạn quay thôi. Tức là trước khi quay mình sẽ không cần phải lo ôi mic còn đủ pin để quay không, liệu mình có quên bật mic không. Mà cái chất lượng âm thanh của nó không thua con Pro là mấy đâu. Mình xem review ở trên mạng ấy, người ta quay các đoạn nói mẫu để so sánh hai cái mic với nhau ấy. Nếu người ta không chú thích là đoạn nào dùng mic nào ấy, thì mình cũng sẽ chả phân biệt được thực sự. Nói chung đối với mình thì cái này tiện hơn. Tuy nhiên điểm trừ của cái này là khi mà cái phòng nó quá rộng như vậy, nó bị vang, nó vẫn bị vang và nó không cải thiện được hết. Khi mà phòng của các bạn nhỏ, cái khoảng cách mà các bạn ngồi ở camera gần ấy, thì các bạn nên dùng con này, tại vì nó sẽ thu tất cả những cái tiếng trực tiếp từ đằng trước thì nó rất là tốt, nó cực kỳ tốt. Các bạn có thể xem
lại những cái video mình quay ở nhà cũ, mình dùng cái con này âm thanh rất là tốt. Thế nhưng mà ở nhà cũ ấy, cái không gian nó nhỏ hơn cho nên là nó không bị vang. Sang đến nhà này cái trần nó cao quá, nó vẫn bị vang như bình thường. Video ngày hôm nay là một video hơi bị vui tại vì là cận Tết rồi, mình không biết các bạn đã về quê chưa. Thế nhưng mà mình thì chưa về tại vì mình sẽ phải đi làm hết 28 Tết. Cái tổn thương lớn nhất lại không đến từ những người ngoài kia. Và mình phải chuyển qua cái con mic thứ hai. Cái mic này là cái mic dạng gắn áo của Comica. Trong khi cái mic này ấy, nó sẽ phù hợp với các cái video dạng ngồi nói chuyện ở trong nhà, trong không gian nhỏ. Thì cái Comica ấy, nó là để di chuyển ra xa mà tiếng vẫn tốt, vẫn trong. Phù hợp cho các video quay ngoài trời, các bài nói của mình trên sân khấu đại khái vậy. Và bây giờ thì mình cũng dùng cái con này rất là thường xuyên tại vì nó khắc phục được cái tiếng vang ở trong cái không gian này. Cái này mình đang đeo, mình không cho các bạn xem đủ bộ được nhưng mà mình có cái quyển của nó này. Cái này mình có là giá 4 triệu cho một bộ, bao gồm một cục phát và một cục nhận. Tức là một cục sẽ gắn vào cái máy quay, còn một cục gắn vào áo mình như vậy này. Nếu mà các bạn làm video hai người, các bạn sẽ mua thêm một cục nữa, tức là nó sẽ có 3 cục tổng cộng để cho hai người đeo và cái giá nó sẽ cao hơn. Thì cái này là tùy nhu cầu của bạn. Nhận xét về cái này thì nó hoàn toàn làm tốt trách nhiệm của nó. Tiếng thu vào rất là trong và rất là tốt. Mình chuyển về nhà mới, trần nhà cao mà chưa có nhiều đồ đạc, cái tiếng nó bị vang ấy. Mua con gắn áo này thì hoàn toàn không còn tiếng vang nữa và bản thân cái tiếng công trường ở ngoài ấy, nó cũng lọc đi. Các bạn có thể nghe âm thanh của chính cái video này để tham khảo cái chất lượng âm thanh nha. Mình biết là con này đối với mic thu âm nói chung ấy, thì tầm giá là không thấp. Thế nhưng mà đối với mình thì nó xứng đáng 4 triệu mà mình bỏ ra. Sau khi quay xong video thì dĩ nhiên các bạn sẽ cần phải dựng video. Đây là bước rất quan trọng, không chỉ để cắt ghép cho cái video nó mạch lạc mà nó là để video của bạn có thể tạo ra những cái hiệu ứng cảm xúc mà bạn mong muốn. Dựng video thực sự là một nghệ thuật mà các bạn sẽ phải rèn giũa rất nhiều để có thể dần dần tạo được cái cách dựng video mang đậm bản sắc riêng của bạn. Nó là phần việc khó nhất nhưng mà thú vị nhất trong quá trình làm video đối với mình. Tại vì mày mò dựng video kiểu này kiểu nọ thực sự nó rất là vui ấy. Máy mà mình dùng để dựng video là con HP Envy 13 inch đời 2018. Thì lúc mình mới làm video đến giờ mình đã thử qua một vài cái máy. Có những điểm cộng, có những điểm trừ. Và từ những cái kinh nghiệm trước ấy, thì mình thấy có vài lý do để bạn cân nhắc chọn con này để dựng video. Lý do quan trọng nhất mà mình thấy ít cái máy nào có là con này nó đủ mạnh để dựng video, trong khi đó vẫn rất là gọn để mình mang đi công tác. Ngày xưa cái máy của mình ấy, nó cố định một chỗ, trước khi đi du lịch hay là công tác là phải làm cho xong một loạt video hẹn giờ để đó, tất tần tật trong thời gian đi. Vậy là các bạn có video để xem đúng hẹn mỗi thứ tư và mỗi chủ nhật. Cái cách này thì nó ok thôi, nhưng mà nó làm cho cái lịch làm việc của mình nó dồn lại trước mỗi chuyến đi. Nó khá là khó để đuổi kịp hết công việc. Thì cái HP này ấy, nó sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Đi đâu bạn cũng có thể ngồi dựng video mà không phải là chậm đâu nha. Cái máy nó đủ mạnh hẳn hoi các bạn. Và đây là một yếu tố mà bạn rất nên cân nhắc khi mà chọn máy tính để làm vlog. Tại vì khi mà bạn là vlogger, bạn sẽ phải đi khá nhiều. Ngoài ra thì như mình đã chia sẻ với các bạn nhiều lần rồi, thiết kế của con HP này mình rất là thích, cực kỳ nhẹ. Mà ấy, nếu các bạn vẫn chưa biết ấy, thì có một sự thật là mình ám ảnh với các góc vuông các bạn. Cái gì của mình cũng muốn vuông hết. Và cái máy này, trời ơi, các bạn nhìn đi. Thực sự từ trong ra ngoài cái gì nó cũng vuông vức hết các bạn. Nếu có thể gửi một cái thư cảm ơn đến cái người thiết kế máy này, mình cũng sẽ gửi thực sự luôn đấy. Nếu mà anh chị đang ngồi xem thì em xin cảm ơn anh chị. Có một điểm nữa mình khá thích ở cái máy này là cái gáy. Các bạn thấy không? Nó không phải là trơn mà nó có một cái họa tiết vân thép. Cái này ấy, là một điểm trang trí, nó khá là nhẹ nhàng thế nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy một chút cái đặc biệt, một chút cái cảm hứng hơn mỗi ngày mà mình làm việc ấy. Đây cũng là cái điểm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Tất cả những thứ máy móc thiết bị mình vừa nói ở trên, dù các bạn có mua đồ xịn, đồ đắt tiền đến mấy thì nó cũng sẽ chỉ là cái cục nhựa, cục sắt nằm ở trong ngăn kéo nếu mà bạn không chăm làm. Ngược lại, nếu mà bạn liên tục làm, liên tục học hỏi, liên tục sáng tạo thì máy móc của bạn được làm việc rồi được sạc pin rồi lại được làm việc liên tục. Cái máy lúc này nó trở thành người bạn đồng hành của bạn, chứ nó không còn là cái máy nữa. Thực ra cái câu chuyện của cái vân thép gọi là Damascus mà các bạn thấy ở đây này là một cái câu chuyện khá là hay mình muốn kể cho các bạn. Bản thân cái miếng thép ấy các bạn, nó chỉ là cái miếng kim loại trơn thôi. Để có cái vân thép nó sẽ phải qua rất là nhiều lần nung ở trong cái lò lửa, làm đi làm lại, đập đi đập lại liên tục để rồi cái miếng thép nó mới có cái vân của nó. Mình muốn các bạn nghĩ về cái việc làm vlog giống như vậy. Không ai mới làm mà đã hay cả các bạn. Chỉ sau biết bao nhiêu đêm, bao nhiêu tiếng đồng hồ, cứ làm đi rồi làm lại rồi liên tục mày mò thì mới có cái ngày họ làm ra những cái sản phẩm hay thôi. Bạn hãy là cái miếng thép có vân. Bạn hãy yêu cái việc này và bạn hãy yêu cái lò lửa. Bạn phải yêu cái lò lửa để bạn có thể đủ kiên trì để bạn rèn giũa bạn cho đến cái ngày mà bạn có cái vân. Nói vậy có hơi tượng hình quá không?
Công việc này đòi hỏi bạn phải chân thành với nó. Bạn có thể mãi mãi chỉ giữ nó như một thú vui khi rảnh rỗi thôi, và cái đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu một ngày bạn yêu nó đủ để muốn nghiêm túc đầu tư thời gian công sức vào nó, thì bạn sẽ cần hiểu rằng nó là một công việc hoàn toàn chuyên nghiệp và nghiêm túc. Và nó đào thải cực kỳ ghê các bạn. Thành quả của bạn ngày hôm nay chưa chắc ngày mai bạn vẫn còn. Và khi mà bạn làm YouTube ấy, bạn sẽ có xu hướng nhìn những kênh lớn hơn kênh của mình, và bạn mơ ước một ngày bạn đến được cái mức đó. Khi đấy tất cả vấn đề, tất cả những cái sự tự ti của bạn nó sẽ mất đi. Nhưng mà không phải. Có một cái điều ít người nói với bạn về công việc sáng tạo ở trên YouTube này: càng ở trên cao bao nhiêu thì cái xác suất mà bạn từ đó đi xuống nó sẽ càng lớn bấy nhiêu. Bởi vậy mình cực kỳ khuyến khích các bạn là hãy trung thành với cái chủ đề mà bạn cảm thấy yêu thích nhất. Đừng lạm dụng cái việc làm video theo các chủ đề hot, tại vì cái việc đó nó hút cạn cảm xúc của bạn rất nhanh. Kiên trì đi theo cái hướng mà bạn yêu thích nhất. Luôn luôn nhớ kỹ lý do bắt đầu của bạn từ những ngày đầu tiên. Và hãy hiểu rằng bất cứ thành quả nào cũng cần mồ hôi nước mắt mới có. Không có cái gì tốt trên đời mà vừa nhanh vừa dễ cả. Cố gắng lên. Rồi dần dần nếu bạn không thành công như người ta ấy, thì bạn cũng sẽ đạt được một cái gì đó cho riêng mình. Và bản thân cái niềm vui khi bạn làm việc cũng đã quá đủ để bạn tiếp tục rồi. Bất kể bạn có 2 người hay là 2 triệu người đăng ký đi chăng nữa, thì cái niềm vui đó nó vẫn y nguyên. Hy vọng là bạn thích video vừa rồi. Chủ đề làm YouTube ấy thì còn rất nhiều thứ để nói. Nếu mà bạn thích video này và muốn mình chia sẻ thêm thì bạn để lại bình luận cho mình ở phía dưới nha. Mình nhắc lại khéo các bạn quên. Tất cả các loại máy móc thiết bị mình nhắc đến ở trong video mình đã để hết danh sách và link ở phía dưới. Bạn kéo xuống là sẽ thấy nha. Like và đăng ký nữa nhé, tại vì mình sẽ quay lại với rất là nhiều video nữa. Đăng ký xong thì nhớ ấn cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới, và các bạn sẽ xem được đầu tiên. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình, và tạm biệt các bạn.